Chào tất cả anh chị em Tân Phát. Mình tên là Ngao Tuyết, bộ phận kho dầu. Hôm nay mình xin gửi tới anh chị em bài hát Giọng Về Tìm Về. Chúc anh chị em buổi trưa vui vẻ và ăn ngon miệng. Xin chào. Chào các bạn, mình là Trương Luyến, mình là nhân viên thuộc phòng kinh doanh 1. Tuổi trẻ ai cũng có một lần trên đời, các bạn hãy làm điều mình thích để sau này không phải hối tiếc. Sau đây mình xin gửi đến các bạn bài hát Một Đêm Say của Tịnh Suy sáng tác. Khi đôi môi em còn đỏ mọng, em muốn nói em yêu anh. Khi men còn trong
con tim không còn trên đầu. Khi ai má em ơi ấy, em nói em say tiếng đàn, vậy lại gần hôn anh đi, lại gần hôn anh. Anh sẽ để em mặt trời, lại gần hôn xa. Ta chỉ sống một lần trên đời, suy nghĩ lắm chị em ơi, bao nhiêu yêu thương trên đời thành vị ngọt trên đôi môi, lại gần hôn anh. Anh sẽ để em mặt trời, lại gần xa. Xin chào mọi người, mình là Thúy, phòng quản trị thông tin. Hôm nay mình sẽ tặng mọi người bài hát Điều Giang Dở Ngọt Ngào của nhạc sĩ Tiến Minh. Chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ. Vẫn còn đây sót lại, tại anh sai hay tại nỗi đau trong em là sai. Sao những sợ hãi, sao mong manh, sao nỗi nhớ thêm dài, để lại giang dở cho cả hai. Nếu yêu em là sai thì sao trái tim anh nghe thật
lại mắt môi cười mà lòng đắng hoen men lệ cay lệ cay lệ cay. Nếu yêu em là sai, vòng tay hững hờ mà hồn buồn tê tái, phải chăng em là điều dang dở ngọt ngào? Cuộc sống vẫn trôi qua đi, nhưng sao trong lòng anh như quay ngược lại. Khoảnh khắc mong manh trong em trong anh là mơ hay là điều bơ ngơ? Điều tiếp theo sẽ là gì? Em và anh chẳng ai hay. Là ngày mai là điều dang dở ngất ngàng. Là ngày mai là điều dang dở ngọt ngào. Sao những sợ hãi, sao yêu thương vẫn còn đây xót lại? Tại anh sai hay tại nỗi đau trong em là sai? Sao những sợ hãi, sao mong manh, sao nỗi nhớ thêm dài, để lại dang dở cho cả hai. Nếu yêu em là sai, thì sao trái tim anh em thật lại mắt môi cười mà lòng đắng hoen men lệ cay? Nếu yêu em là sai, vòng tay hững hờ mà hồn buồn tê tái, phải chăng em là điều dang dở ngọt ngào? Cuộc sống vẫn trôi qua đi, nhưng sao trong lòng anh như quay ngược lại? Khoảnh khắc mong manh trong em trong anh là mơ hay là điều bơ ngơ? Điều tiếp theo sẽ là gì? Em và anh chẳng ai hay. Là ngày mai là điều dang dở ngọt ngào. Là ngày mai là điều dang dở. Cuộc sống vẫn trôi qua đi, nhưng sao trong lòng anh như quay ngược lại? Khoảnh khắc mong manh trong em trong anh là mơ hay là điều bơ ngơ? Tiếp theo sẽ là gì? Em và anh chẳng ai hay. Là ngày mai là điều dang dở ngọt ngào. Là ngày mai là điều sáng sớ ngọt ngào. Điều sáng sớ ngọt ngào. Điều sáng sớ ngọt ngào. Xin chào anh em, mình là Dương, phòng kinh doanh 1. Thì hôm nay thông qua giai điệu chương trình Giai điệu yêu thương thì mình gửi tới anh em một bài hát Trở về của Trần Lập. Thì chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả.
để hôm qua sau lưng cất bước quay trở về, để bữa tôi ấm ấm bên mẹ hiền, để đêm đông lùi xa khi bước chân bên hiền nhà. Đường xa không sao ngăn nhưng bước chân trở về, để sau mũ đấm ấm bên bạn bè và bên ly trà đơm bên anh đưa ông cầm lê. Có bước chân đường xa đó, có bước chân trở về, có bước chân đường xa đó, có bước chân trở về, để hôm qua chưa xa cho ngày qua, để hôm qua chưa xa cho ngày qua. Vết bụi đường tuổi thơ đã buốt trôi thua ngày nào, thời gian xa thật xa buốt sống ta mang về nhà, gặp nhau trong thân thương những lời chào, cùng chia nhau niềm vui phút gặp lại và bên ly trà thơm bên anh đưa ông đắm say. Có bước chân đường xa đó, bước chân trở về, có bước chân đường xa đó, có bước chân trở về, để hôm qua chưa xa cho ngày qua, để hôm qua chưa xa cho ngày qua. Có bước chân đường xa đó, có bước chân trở về, có bước chân đường xa đó, chân trở về, để hôm qua chưa xa cho ngày qua, qua trao nhau thân thương ôi tình yêu, để hôm qua chưa xa cho ngày qua.